Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nguyễn Xuân Phúc sắp bị bắt. Ngày 4 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam, đang bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương gọi lên làm việc liên quan đến tài liệu chứng minh nhận hối lộ của Trương Mỹ Lan, Cao Minh Trí, Giám đốc Truyền thông Trường Phổ thông Duy Tân và Phan Quốc Việt, Chủ tịch Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Và đây là hình vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc. Hiện nay, Nguyễn Xuân Phúc và Trần Nguyệt Thu, vợ ông, bị cấm xuất cảnh. Để tránh bị phát giác khối tài sản nhiều ngàn tỷ, bà Thu đã nhờ Bùi Thị Thu Hà là vợ thiếu tướng Đàm Thanh Thế, đứng tên dùm. Đàm Thanh Thế là người có họ hàng với Nguyễn Xuân Phúc, anh em đằng mẹ của ông Phúc. Hồi cuối năm 2013, Đàm Thanh Thế xin biệt phái từ ngành công an để chuyển sang làm vụ trưởng trong văn phòng chính phủ, thư ký riêng cho ông Nguyễn Xuân Phúc Lúc đó ông Phúc là Phó Thủ tướng, trưởng ban chỉ đạo 389. Tháng 7 năm 2016, sau khi Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng, Đàm Thanh Thế được bổ nhiệm giữ chức chánh văn phòng thường trực, ban chỉ đạo 389. Đây là cơ quan trung ương quyền lực chỉ đạo các hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả của chính phủ. Có thể nói Đàm Thanh Thế nằm giữ một vị trí trung gian rất màu mỡ, có quyền lực rất lớn, kiếm được rất nhiều tiền trong hơn 5 năm ở đây. Khi đang làm thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc dùng phó thủ tướng trương hòa bình và trung tướng trần văn vệ tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát khởi tố bắt giam nhiều cán bộ doanh nghiệp để trả thù cá nhân cũng như tiêu diệt đường chính trị của họ nhằm rộng đường thăng tiến của mình và đây là hình trung tướng trần văn vệ điển hình như vụ án liên quan đến vụ nhôm, tức phan văn anh vũ khi chứng cứ kết tội dựa vào suy đoán của cơ quan tố tụng người bán đất công vụ là nhà nước là nguyên nhân phạm tội thì không xét xử, mà lại kết tội người mua. Tại tòa án ngày 1 tháng 7 năm 2020, Vũ Nhâm hỏi quan tòa có chứng cứ nào khẳng định bị cáo cấu kết với lãnh đạo Đà Nẵng. Quan tòa trả lời, dựa vào kết luận điều tra và cáo trạng đủ chứng minh có sự cấu kết. Thực trạng này phản ánh nền tư pháp của Việt Nam không dựa trên hiến pháp, công lý hay sự thật, mà tùy thuộc vào ý chí chủ quan của lãnh đạo và việc mua bán công lý. Hơn nữa, Nguyễn Xuân Phúc còn cướp cảng Quy Nhân, công ty cổ phần cảng Quy Nhân do doanh nghiệp tư nhân của ông Lê Hồng Thái quản lý để chuyển giao cho con rể của ông Phúc là Vũ Chí Hùng. Còn nguồn tiền đầu tư, ông Phúc yêu cầu đổ quan hiển, tức bầu hiển chi ra. Phúc còn dùng trung tướng Trần Văn Vệ để khởi tố, bắt giam, nhiều phá cánh của Tô Lâm và Trần Đại Quang. Chẳng hạn như vụ án của đại tá Nguyễn Duy Linh, cục phó cục tình báo Bộ Công an, con trai thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng nguyên tổng cục trưởng tổng cục an ninh, thủ trưởng cũ của Tô Lâm. Và đây là hình Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mâu thuẫn giữa ông Phúc và Tô Lâm. Năm 2019, ông Phúc bật đèn xanh cho tướng Trần Văn Vệ, phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, sờ gáy đại tá Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Hồ Hữu Hòa vốn là thầy phong thủy nên thân quen với nhiều ủy viên Bộ Chính trị và các tướng lĩnh công an. Đại tá Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ từ Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhâm, với số tiền triệu đô la. Nhưng nhờ Bộ trưởng Tô Lâm nên Nguyễn Duy Linh chỉ bị cáo buộc nhận hối lộ 5 tỷ đồng và bị tuyên án 14 năm tù. Theo giới thảo tin, Nguyễn Duy Linh mang tiếng ngồi tù, nhưng cũng chỉ như đi nằm viện nghỉ dưỡng. Nguyễn Duy Linh là con trai duy nhất của tướng hưởng, một bố già khác tiếng trong ngành công an. Theo tin đồn, do nhục nhã và cây cú, tướng hưởng thề sẽ bắt bằng được ông Phúc. Sắp tới, Nguyễn Xuân Phúc có thể bị khởi tội nhận hối lộ, còn Trung tướng Trần Văn Vệ có thể bị khởi tố vì liên quan đến tội bỏ lọt tội phạm và bảo kê đánh bạc. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyễn Xuân Phúc sắp bị bắt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chống tham nhũng và ngoại giao cây tre không thay đổi sau khi Tô Lâm lên ngôi. Ngày 3 tháng 8, BBC bình luận: Tổng bí thư Tô Lâm đốt lò và ngoại giao cây tre sẽ ra sao? Theo BBC, với việc ông Tô Lâm làm tổng bí thư, Hàng loạt câu hỏi được đặt ra về bức tranh chính trị sắp tới của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc chống tham nhũng và chính sách ngoại giao. BBC dẫn đánh giá của giáo sư Katherine từ Úc cho rằng, việc ông Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư không phải là điều bất ngờ. Theo ông Thayer, sẽ không có thay đổi lớn trong chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. Ông Tô Lâm sẽ hoàn toàn tập trung vào việc giám sát các công tác chuẩn bị cho Đại hội 14. Với vai trò là trưởng tiểu ban nhân sự, chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt các ứng cử viên cho ban chấp hành trung ương mới, ông Tô Lâm sẽ đặc biệt cảnh giác để loại bỏ những ứng cử viên liên quan đến tham nhũng hoặc không đạt tiêu chuẩn của đảng. Nếu ông Tô Lâm muốn tiếp tục tại nhiệm, ông sẽ phải được miễn tuổi nghỉ hưu bắt buộc là 65 tuổi, ông Taylor nói. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết ông Tô Lâm sẽ quá tuổi nghỉ hưu tại thời điểm diễn ra Đại hội 14 vào năm 2026 nghĩa là trường hợp đặc biệt sẽ được áp dụng cho ông Tô Lâm tương tự ông Trọng trước đây. BBC dẫn lời khẳng định của ông Tô Lâm tại buổi họp báo sau khi nhậm chức cho rằng ông sẽ tiếp tục công cuộc chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai với tinh thần xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng. Tuy nhiên vẫn theo BBC, cách thức chống tham nhũng của ông Trọng từng bị đánh giá là thất bại do không giải quyết được các nguyên nhân xuất phát từ đặc thù của hệ thống bbc dẫn lại nhận định của tiến sĩ nguyễn quang a từ hà nội cho rằng không giải quyết triệt để những vấn đề nội tại trong hệ thống thì không giải quyết được tham nhũng các vấn đề đó bao gồm thiếu tự do ngôn luận tự do báo chí xã hội dân sự thiếu một nhà nước pháp quyền với một hệ thống tư pháp độc lập không có một cơ chế cân bằng và kiểm soát quyền lực bbc nhận xét giờ đây với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng có khả năng ông Tô Lâm vẫn sẽ giữ phương pháp chống tham nhũng cũ. BBC cũng dẫn lại bình luận của giáo sư Abuja từ Hoa Kỳ cho rằng, chiến dịch đốt lò được ông Tô Lâm sử dụng để gia tăng quyền lực và cơ hội kế nhiệm chức vụ tổng bí thư bằng cách điều tra và lập hồ sơ các đối thủ. Và đây là hình tân tổng bí thư Tô Lâm và cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. BBC dẫn lại đánh giá trước đây của giáo sư Alexander Vung Viên từ Hoa Kỳ cho rằng, Ông Tô Lâm sẽ tiếp tục chiến dịch đốt lò nếu điều đó trao cho ông một công cụ chính trị uy quyền hơn và cũng sẽ tiếp tục nền ngoại giao cây tre cho đến khi bối cảnh quốc tế khiến ông thay đổi cách tiếp cận đó. BBC dẫn tiếp phát biểu của ông Tô Lâm về chính sách ngoại giao sau khi nhậm chức. Ông khẳng định rằng sẽ không có gì thay đổi vì đường lối ngoại giao của ông trọng cho thấy những hiệu quả. BBC trích lại bài viết ngày 31 tháng 7 trên trang DW, hãng truyền thông lớn của Đức cho hay nhận định với DW, các nhà phân tích cho rằng Tô Lâm thiếu các kỹ năng về chính sách đối ngoại so với ông Trọng. Phần lớn, ban lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng sản hiện nằm trong tay quân đội và cảnh sát, cũng có phần thiếu trong vấn đề này. Tuy nhiên, cũng trong bài viết này, ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Singapore cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam được quyết định tập thể bởi Bộ Chính trị. Do đó, sự trở dậy của phe an ninh khó có khả năng ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Việt Nam. Vào ngày 18 tháng 7, ông Cartier đánh giá với BBC rằng ông Tô Lâm sẽ phải học nhiều để có kinh nghiệm nếu muốn trở thành tổng bí thư, đặc biệt là tăng cường khả năng xây dựng sự đồng thuận của tập thể. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chống tham nhũng và ngoại giao cây tre không thay đổi sau khi Tô Lâm lên ngồi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới